Tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín, tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời ở sau mẹ phô bày sự lợi ích, làm cho ở trong vòng sinh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cuối ý xin Đức Phật, Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khỏi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường mẹ diễn nói, ý sự chẳng thể nghĩ bàn. Nay giờ chính đã hễ phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi, giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại, hiện về vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô kiếp về thể quá khứ có Đức Phật ra đời, hiện là vô biên thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật, đây là tạm lời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội năng sanh tử trong 40 kiếp, huống là quỷ đất hình tượng cúng dường tán thán. Người này thì được vô thượng lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà xe kiếp về thể quá khứ có Đức Phật ra đời, hiện cũng là bảo bổn thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảnh khảy móng tay, người này trọn hẳn không còn thọ hủy nguyện nơi đạo vô thượng chánh giác, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiện là ba đầu nguồn mê thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thốt qua lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm lại bất khả thiết, bất khả thiết vô số kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiện là sư tử hống Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật so đảnh thọ ký cho, lại về thể quá khứ có Đức Phật ra đời, hiện là câu lâu lưu tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chính tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi phát hội của 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho, lại về thể quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, như có người nam người nữ nào được nghi danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn xe độ vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù hù thắng quy diệu, lại vô ô lượng vô số hằng hè xe kiếp về thể quá khứ ước có Đức Phật ra đời, hiện là Đa Bủ Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi độ vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng hắn quy diệu, lại về thể quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu Vũ Tướng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao giờ lâu ôn người ấy sĩ đặng quẻ e la hán, lại vô thượng vô số kiếp về thể
thể quá khứ, khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật trên đây, thời người ấy sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp, lại về thể quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời là người này đặng gặp hằng hè chư Phật, nói nhiều pháp màu cho đều đặng thành đạo Bồ Đề, lại về thở quá khứ có Đức Tịnh Nguyện Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Diệu Phật, Đức Bất Khả Thiết Đức Phật, Thế Tôn Như Hư Thế. Tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng thở vị lai, hoặc là hệ trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm một danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm một niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sinh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đổ vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung hàng thân quyến, những trong nhẹ nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người đó ở chết trừ hừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch kẻ năm tội lớn vô gián kia, dầu rất nặng nề đánh lễ hệ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quẻ khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng danh hiệu của Phật, nên những tội nặng đó sẽ lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này thì đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển trung hết bổn nguyện bổn hạnh Địa Tạng, thể nguyện rộng sâu gậy hoàng chân sáng, độ chúng sinh đại địa ngục khổ không ngăn, tinh tấn kiền thành khỏi mắt khổ trầm luôn. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.